Trong xuyên suốt những cuộc chiến trường kỳ thì đồng đội là một trong những yếu tố không thể thiếu. Thế nhưng vì một số lý do họ vẫn có thể trở mặt thành thù, thậm chí trong một số tình huống đặc biệt nó diễn ra còn nhanh hơn cái cách mà người yêu cũ trở mặt. Đồng hành thì không, dù với bất kỳ hình dạng nào, bất kỳ hoàn cảnh nào và dù có ra sao, chúng sẽ vẫn cùng bên bạn. Cần mẫn, dũng cảm và không hề biết sợ hãi, chúng sẽ cùng bạn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Thế nhưng có mấy ai trân trọng những thứ mà từ khi sinh ra vốn mặc định sẽ đi cùng bên bạn? Bởi chúng ta sẽ thường mơ về những thứ vốn không thuộc về mình. Rất không chào mừng các bạn đã đến với bản tin số đặc biệt ngày hôm nay. Hello, chào các đồng dâm và chúng ta đã gặp lại. Đồng hành thì có rất nhiều loại các bạn. Về cơ bản là nó sẽ chỉ có những con trong đây nè, các bạn thấy không? Đó. Đó, đây. Thì đồng hành có rất là nhiều tác dụng. Nó sẽ cùng đi với bạn trong phiêu lưu, trong những cái nhiệm vụ ở ngoại thành, hoặc là đi đảo đảo. À, đảo này thì về cơ bản cứ là các bạn cứ úp cao lên là nó ok. Có một số bạn cũng hỏi Thương nhiều về cái việc mà tăng tốc độ đảo đảo. Ngoài cái việc mà các bạn có thể mượn đồng hành từ bạn bè này nọ, thì các bạn có thể dùng đồng hành của mình nữa, tối đa theo cái lượng này nè các bạn mà cho phép. Thì các bạn muốn tăng tốc, bạn muốn tìm hiểu là cái gì nó tăng tốc độ đảo đảo lên, thì bạn click vào đây thì bạn sẽ biết được. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn cứ up lên thôi, về sau này nó cũng mát hết các bạn ơi. Nói chung là đảo này là quan trọng, nhưng mà tại vì nó chỉ có nhiêu đó thôi thì đến lúc cũng đào hết rồi, nhanh lắm, mình thấy vậy. Nên là chúng ta cho phép Thương lướt qua. Rồi có một cái mình cũng giới thiệu các bạn nữa, đó là cái phòng duyên. Đây là cái phòng duyên. Phòng duyên này thì các bạn cứ có con nào có duyên thì các bạn bỏ vô thôi. Mà về cơ bản là con nào cũng có duyên hết á, chứ không thấy con nào vô duyên đâu. Các bạn sẽ tối ưu cái phòng duyên này á, các bạn lựa cái con cho nó phù hợp. Ví dụ như phòng số 1, phòng số 2 nha, mình thí dụ đi. Nó sẽ đề xuất cho bạn nè. Đó. Nó giảm xuống nè. Này nè, ok nè. Thì đó, thì các bạn lựa cái con cho nó phù hợp với cái phòng duyên của mình. Thì nó có nhiều cái búp đó các bạn. Đó. Từ ổ số 1, ổ số 2 cũng vậy, thì bạn lựa cho nó phù hợp thôi. Nó sẽ đề xuất cho các bạn yên tâm. Thì ưu tiên, ví dụ như ạc Thương ạc nỏ lửa đi, thì Thương sẽ ưu tiên cái phòng duyên mà lửa này nó ok nhất dạng vậy. Đồng hành nó cũng có phẩm chất, dạng như là màu cam nè, màu vàng nè, màu xanh nè. Nhưng mà người ta sử dụng đồng hành á là dựa theo cái năng lực của nó. Ví dụ như là có đồng hành thiên về công, có đồng hành thiên về thủ và có đồng hành thiên về búp. Thì tùy vào cái bộ skill của nó, bộ kỹ năng của nó mà người ta quyết định nó có xài hay không. Làm sao có thể kiếm được đồng hành? Về cơ bản mà cái cách mà gọi là rẻ nhất á, cách rẻ nhất á là các bạn sẽ vào cái vườn đồng hành. Đó, các bạn sẽ có một cái nhấn vào quản lý nè, các bạn sẽ đến cái tế đàn sinh mệnh. Đây là mình gọi là cái tế đàn sinh mệnh nè các bạn. Đó. Các bạn vào tế đàn sinh mệnh này, các bạn dùng để các bạn kiếm những cái tỷ lệ pha lê nè. Đó. Sau đó có những cái viên pha lê này rồi á thì các bạn sẽ vào thức tỉnh tụ linh. À, triệu hồi tụ linh nè. Các bạn vào thức tỉnh, tùy vào nó là phẩm chất gì thì các bạn bỏ ở đây là nó mình này mình đào hết rồi đó. Thì nó sẽ có được những cái triệu hồi tụng hành lên cho các bạn. Còn cái này là nó dùng cái nguồn sự sống nha. Cái nguồn sự sống này thì không phải mua nha, hoặc là được tặng từ event đó các bạn. Đó là cái cách cơ bản nhất mà các bạn thể rẻ nhất mà các bạn có thể có được đồng hành. Cách thứ hai nữa là trực diện nhất, tốn tiền nhất, đó là các bạn chơi event. Thì nhân tiện đây nó cũng đang có cái event tuần, đây sự kiện là tăng trưởng đồng hành. Thì đây là cái sự kiện theo tuần và mình nghĩ là mình nên giới thiệu cho các bạn luôn, để sau này khi mà các bạn có hỏi về cái sự kiện tăng trưởng đồng hành đó, thì các bạn cứ vào clip của Thương để mà coi cái sự kiện này nó có cái gì để mình tiện tham khảo. Đó, thì event triệu hồi đồng hành này về cơ bản nó là để giúp các bạn triệu hồi đồng hành thôi, cơ bản vậy. Nhưng mà nó có một event phụ ở đây là khiêu chiến mộng cảnh, là các bạn đánh con chó ba đầu này nè, thì các bạn sẽ có được, sau khi mà gây ra một cái lượng sát thương các bạn sẽ được xếp hạng, thì các bạn sẽ được có những cái phần quà đó, kiểu vậy đó. Còn cái quà này là để đổi vào phẩm event đó các bạn. Thì event nào nó cũng có những cái vật phẩm mà để các bạn đổi quà mà. À, ok, mình giới thiệu sơ về event thôi. Còn đây là triệu hồi đồng hành nè, event chính của nó. Đầu tiên cái event triệu hồi đồng hành á, nó sẽ mỗi một tuần nào đó nó sẽ tăng một cái tỷ lệ xuất hiện cái con đồng hành nào. Thí dụ như tuần này nó là con phượng hoàng lửa đó, nó sẽ tăng cái xác suất lên 0,80% luôn. Còn mấy con bình thường nó chỉ có 0,24 thôi các bạn, có nghĩa là một cái tỷ lệ rất là cao. Đồng thời á, xui lắm thì 50 lần chắc chắn các bạn được đồng hành truyền thuyết. Đó, 50 lần này chắc chắn được đồng hành truyền thuyết nha. Còn truyền thuyết gì thì mình chưa biết. Còn con phượng hoàng lửa này nó chỉ tăng tỷ lệ thôi nha các bạn. Và bây giờ mình tải cái hạt này nó hết. Hết rồi thì mình sẽ lấy cái hạt mình để mình cho bạn, thử cho bạn coi. Ok, đây. Sau khi mình chơi ha, chơi đồng hành đi. À không, mình chơi cái event đồng hành đi. Để vô nhận thưởng, này có cái tiến độ gu này cũng hay lắm. Cái nguồn sự sống, chút mình sẽ dùng cái nguồn sự sống này để mà giới thiệu các bạn luôn. Đó, này là cái móc của cá nhân
là cá nhân mình chơi được bao nhiêu lần các bạn, và nó chỉ dùng để gọi là tiến độ gui nè. Cái tiến độ cá nhân này là nó dựa theo cái miếng này nha, dùng cái miếng này nó mới tính nha. Đó, bây giờ mình sẽ chịu hồi thử đồng hành coi có được, tại vì phụ hoàng lửa mình cũng có rồi các bạn, mình chỉ chơi đồng hành chơi cái event này cho các bạn sơ qua các bạn biết thôi. Đó, thí dụ như nó được con khủng long nè, chủ yếu là mình cũng có hết đội nên nó ra mạnh là chính, cái nào có rồi thì nó ra mạnh. À, 10, ôi giờ cho ít 5 đi. Đó, coi nó có cái gì không, có gì để trầm trồ không. Trời, quá trời. Thiếu người đá lắm, nó cho người đá dùng nhà thôi mà. Ok, nhảy ra xong luôn các bạn. Để giới thiệu lẹ cho các bạn thôi. Ok, đó thì các bạn chơi này, tiến độ cá nhân nè, ví dụ mình nhảy 12 lần là mình được này nè. Rồi, mình kéo đến cuối cùng coi cái event này nó được cái gì ha. Đó, sau khi mà bạn hoàn thành đủ 200 lần thì cơ bản cũng còn sự sống với mấy cái tách trà này thôi các bạn. Tách trà nhiều nè, các bạn đổi đồ ở ngoài event. Đó, cơ bản là nguồn sự sống thôi. Đó, như các bạn thấy đó. Ok, còn 5 lần đúng không? 5 lần chơi hết đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ê, thường thường để nhiều hãy chơi các bạn để mình lấy móc quà. Nhưng mà cái này mình giới thiệu event cho các bạn nên là mình chịu hồ cho bạn xem thôi. Chứ mình biết mà, chứ ít các bạn chơi làm gì, nó phí. Các bạn dù nhồn nhiều là các bạn hãy chơi nha. Ok, thì mới nãy á, mình nhảy được một ít đồ đó là cái bình trà này mình sẽ đổi được gì thì mình cũng giới thiệu sơ qua. Nếu mà mình đổi thì chắc hai màu nè, mắt bầu trời nè. Ok, chúc phúc đồng hành đó, nhớ vô nhận cái. Rồi hết đã. Rồi bảng xếp thượng, bảng xếp hạng này là các bạn nhảy ở cái cụm của các bạn đó. Đó, top thì được cái gì, nhưng mình vô thưởng nè, top là được mấy cái này. Đây là tính cụm nha các bạn. Thì ông này là ở đâu, này là một số một nè, đó này tính liên cụm các bạn á. Đó, thì nó cũng được thưởng ở cái đua này, đua top đồng hành này thì cũng không ngon lắm. Cái này để nâng thôi chứ chắc để làm gì, ai thích nâng nâng. Nhưng mà về cá nhân mình đánh giá cái event tuần á, một trong ba cái là ràng, thần khí và đồng hành, thì cái đồng hành này ít hấp dẫn hơn hai cái còn lại. Mình chỉ nói là ít hấp dẫn rồi nha, chứ thật sự là mình không có nói là nó không hấp dẫn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về rối dung nham. Đây là cái sự lựa chọn của mọi người mọi nhà, phần lớn thôi các bạn. Các bạn nhìn hai kỹ năng này nha, và quan trọng nhất là kỹ năng này, biến thành tường dung nham chặn tất cả kỹ năng bay của địch, duy trì 7 giây. BB là các bạn thấy mặt dựng cái tường dung nham đó, bạn thấy hiệu quả lắm. Và các bạn chơi những cái vũ khí mà sát thương nguyên tố lửa thì các bạn sẽ được cộng hưởng ít nhiều bởi cái chiêu bắn dung nham này, ít nhiều với các bạn. Đó, những người chơi hệ lửa rất là thích nha. Đó, tiếp theo là hải yêu, một cái sự lựa chọn thú vị không kém, nhất là đối với các bạn nào mà có người yêu tên hải là xài hải yêu liền. Hải yêu nghe cưng dễ sợ. Ngoài cái skill cổ vũ và đao nước thì có cái skill này nè các bạn, nhiếp hồn khúc, cái cuồng loạn công địch ngẫu nhiên khác duy trì 3 giây. Nhưng mà đây mới LV3 của nó là đến 5 giây các bạn. Nhược điểm của nó là hồi chưa hơi lâu thì trong BBB mà 33 mấy VIP rất là thích xài con này á, hiệu quả cực kỳ. Thì ngoài những cái bút này nọ thì cái nhíp hồn khúc này là được người ta quan tâm rất 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 là lớn. Nó cũng góp phần tại sao mà người ta xài hải yêu trong song song với con rối dung nham. Hộ vệ khiên thánh thì dùng với mục đích phòng ngự là chủ yếu các bạn, thì mình cũng xin phép giới thiệu sơ qua vì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt. Thường thì xài là dung nham với hải yêu đó, có một số bạn thì sẽ dùng là dung nham với là hộ vệ khiên thánh, nhưng mà thường ưu tiên các bạn là nên xài dung nham với là hải yêu đi. Vì nhiều lý do, một số bạn thì do một số ạc á, người ta theo tăng thì người ta cũng có thể là người ta sẽ bỏ cái hải yêu này ra mà sử dụng hộ vệ khiên thánh đó. Tùy vào cái cách mà các bạn linh hoạt thôi. Bồi dưỡng là các bạn nhấn với bồi dưỡng là mình có thể là khôi phục một cái con hộ vệ nào, bất một cái con đồng hành của mình để mình nâng qua con khác. Nhưng mà mỗi lần khôi phục như vậy á thì nó rất là mệt. Vừa rồi thì mình đã có giới thiệu sơ qua về những cái đồng hành chính có thể cùng đi với các bạn trong game hành trình bất tận này. Số này thì cũng đến đây là hết rồi. Rất mong là sẽ nhận được nhiều những cái sự ủng hộ các bạn cho Thương, cho ekip của Thương trong những cái video lần sau nhé.